Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một hành trình mà từ Bắc Giang, cụ thể từ địa điểm xã Hưng Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tới với lại thị trấn Chi Lăng, đồng bằng Chi Lăng. Nơi đây có một cái phiên chợ nông sản rất lớn, đó là chợ Na. Hiện nay đang vào mùa Na rồi, hôm nay là ngày 21 tháng 7. Mình tính lịch dương cho các bạn nhé. Năm 2024 thì mình có dậy từ rất sớm, nên lúc này là tầm hơn 5 giờ nhà mình đi được. Thời tiết mùa hè nên các bạn có thắc mắc sao lại hơn 5 giờ mà thời tiết nó đã sáng như thế này rồi. Thì mùa hè ngoài Bắc thì thường thường là 5 giờ rưỡi bắt đầu, 5 giờ là thời tiết nó sáng các bạn. Tầm 5 rưỡi 6 giờ mặt trời nó đã hừng đỏ rồi. Thì mình check Google ấy, từ mình lên đấy mất hơn tiếng đồng hồ. Mình thì chạy xe tay ga nữ nên là cũng tốc độ đến tầm 50 đến 60 là cao lắm rồi. Thời điểm thì trung bình là tầm 50 thôi các bạn. Nên đấy thì cũng chạy khá lâu. Đây là địa điểm mà mình chạy qua nhà một chút đấy nhá. Khu vực này vẫn là thuộc vào chỗ thành phố Bắc Giang đây. Chỗ mà nhiều máy xúc với lại các loại máy móc ở bên đường đang làm cho dự án siêu thị E1 của tỉnh ở tỉnh Bắc Giang mình nha các bạn ạ. Như các bạn đã biết thì Bắc Giang là một tỉnh lọt vào top 10 tỉnh phát triển kinh tế nhất cả nước ấy. Đấy. Đấy, bên phải đường ấy là khu dành cho xây dựng hệ thống siêu thị E1. Còn phía trước xa xa kia là trường chính trị của tỉnh Bắc Giang các bạn. Trường chính trị thì mới xây dựng xong cách đây khoảng chừng 2 đến 3 năm thôi các bạn, mới đưa vào hoạt động thôi. Đi qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ này thì bên trái đường là cái khu này thì đang là khu phân lô bán nền nhé. Hiện nay ở Bắc Giang rất nhiều những dự án phân lô bán nền cho người dân để giãn dân đấy các bạn. Rất may cho mình là thời tiết hôm nay thì thời tiết rất đẹp. Bởi hôm nay mình nghe đài báo nói thì cũng là ảnh hưởng ở bão nhiều, cơn bão số 2 các bạn ạ. Lúc mình làm video cho các bạn để xem này thì báo đài cũng có nói là dự tính là cơn bão số 2 là ngày hôm nay là ngày 22 tháng 7 các bạn này, là tối nay thì bão cũng sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh đấy, dự đoán là như thế. Năm nay là năm đầu tiên mình làm video về nông sản về Na ở trên đồng bằng Lạng Sơn và Cai Kinh. Thì mình có một cái cảm nhận là, trước tiên là mình cảm nhận về cảnh núi non hùng vĩ ở đây thì là phải nói là nó như một bức tranh, nó đẹp lắm các bạn ạ. Ở Bắc Giang mình cũng thuộc ở trung du miền núi đấy. Ở quê mình thì là xã Nghĩa Phương, cũng có rất nhiều chứ là đồi núi, nhưng đồi núi thì là đồi núi đất thôi. Còn ở Lạng Sơn, khu Hữu Lũng ấy, Cai Kinh, Hữu Lũng ấy thì mấy xã ở Hữu Lũng đây thì có hệ thống núi Đa Vôi đẹp lắm các bạn ạ, sừng sững ấy. Khi mà đến Lạng Sơn thì trước tiên là các bạn chạy trên con đường quốc lộ 1A cũ ấy, chứ không phải đường cao tốc nha các bạn nhá. Đi đầu tiên là đến huyện Hữu Lũng thì chạy là các bạn đã gặp cảnh núi non nó hùng vĩ rồi. Mình mê mẩn với cảnh núi non hùng vĩ này. Ở Lạng Sơn thì cũng có rất nhiều những cái món đặc sản này, khi mà các bạn đi du lịch Lạng Sơn như phở chua. Phở chua là món ngon của Lạng Sơn được nhiều du khách yêu thích đấy, có hương vị vô cùng hấp dẫn. Bánh cuốn trứng, bánh áp chao, nem nướng Hữu Lũng, bánh phồng, vịt quay, lợn quay, khâu nhục là những cái món ăn mà phải nói là nổi tiếng ở Lạng Sơn. Ngoài ra trái cây thì mình rất thích trái na Lạng Sơn, na đồng bằng nha các bạn nhé. Một đặc sản trái cây mà phải nói là ở núi Đa Vôi, chỉ có núi Đa Vôi Lạng Sơn thôi các bạn ạ. Để được thưởng thức được những cái quả na dai đặc sản về trái cây của Lạng Sơn thì mình mới hôm nay mình đi làm video quay cho các bạn về đặc sản na dai thì thấy cảnh bà con ở đây hái na rồi thưởng thức những trái na ở đây phải nói là ngon tuyệt luôn các bạn. Những quả na đây được trồng ở những chân ở những cái quả núi rất hùng vĩ. Cứ ở chỗ nào mà có đất hoặc là chỗ nào mà địa thế có thể là dễ trồng thì là bà con là xem cây na dai vào đây. Thì vào đầu tháng 7 bắt đầu là vào vụ na dai chính ấy, thì cái quá trình vận chuyển na dai của bà con phải nói là rất nhộn nhịp. Hiện nay mới là đầu mùa thôi, lúc này mình đi làm video cho các bạn xem thì là đang đầu mùa thôi các bạn, chưa nhiều lắm đâu. Đấy, lúc này mình vừa qua ngã ba kế nha các bạn nhé. Ở bên tay phải đường ấy là quốc lộ 1A đấy, cao tốc ấy các bạn. Cái cao tốc ấy thì chỉ cho ô tô đi thôi, xe máy thì mình vẫn chạy đường cũ này này, đường ngày xưa các bạn. Lúc này thì ở phía đông các bạn nhìn thấy thì mặt trời bắt đầu là hửng hửng lên rồi đấy, có chuẩn bị nắng rồi, nắng cho một ngày mới rồi.
Mình thì đi quay video thế này, trên Lạng Sơn quay video về cái thu hoạch na của bà con này, cứ thường thường thì cứ 3-4 ngày mình lại đi quay lại một lần các bạn ạ. Cứ một lần thì mình đi quay thế này thì thường 4-5 cái video, từ video ở chợ bà con bán na cho đến video người dân thu hoạch na. Nhưng nhiều khi lên sớm thì mình còn gặp được người dân đi thu hoạch na, còn mà lên trễ thì là lên trễ thì là người dân đi từ sớm rồi mà mình không gặp đâu các bạn, chỉ quay ở chợ thôi. Bởi vì người dân ở đây nói là đi thu hoạch na sớm lắm để tranh thủ tránh cái nắng buổi sáng các bạn, về mùa này nắng gắt. Đây là mình đang chạy trên địa phận của huyện Lạng Giang nha các bạn nhé, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đây. Lúc này thì cũng 5:20 rồi đó các bạn. Bây giờ thì đi tuyến đường dài mà lên Lạng Sơn thì đa số là xe có bác tài, xe ô tô các bạn đều chạy đường cao tốc thôi, cho nhanh. Ở trong đường này cũng có nhưng mà ít lắm các bạn ạ. Từ khu vực này mà lên Lạng Sơn ấy còn hơn 90 cây nữa các bạn, 94 cây gì đấy. Đã lên địa điểm là chắc là mình tính là lên đến thành phố Lạng Sơn đấy, nhưng mình thì lên đến Đồng Bành, không đến thành phố Lạng Sơn các bạn nhé. Đồng Bành thì có cái chợ nông sản chỉ chuyên về để hàng năm là người dân buôn bán trái cây, đó là trái na thôi các bạn, chứ còn ngày thường thì không có buôn bán gì ở đấy nên là nhiều lắm các bạn. Người dân có khi còn tận dụng cái chỗ đấy thì còn phơi thóc ở dưới mái tre ở đấy. Đấy là một chợ khá rộng. Lát nữa thì mình sẽ gửi tới các bạn hình ảnh những cảnh đẹp từ trên cao, khu chợ rồi là người dân buôn bán na và cảnh đẹp của Đồng Bành, Chi Lăng lên Lạng Sơn các bạn nhé. Đấy thì là Đồng Bành thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là khu vực Rùa Vàng City ở thị trấn Vôi nha các bạn nhé. Đây là khu vực rất đẹp, nó có cảnh quan về buổi tối, nếu như là tối thứ bảy, tối chủ nhật, tối thứ bảy các bạn ạ, thì ở đây cảnh rất đẹp. Buổi tối thứ bảy và buổi tối chủ nhật, nếu như các bạn rảnh dẫn con em mình ra ngoài này vừa hóng gió vừa chơi những trò chơi đây rất chi là nhiều nhé, mà đông nữa. Mình thì thường thường hay chạy ở dưới chỗ Hương Gián, ở trên này thì mất gần chục cây số để ngồi với lại có cái anh quen ở trên này cùng mình ấy, ngồi uống trà đá trên này cảm thấy rất thú vị. Huyện Lạng Giang là một huyện cũng cực kỳ phát triển kinh tế đấy các bạn ạ. Ở tỉnh Bắc Giang mình, khu đây, đây là Rùa Vàng City đây, khu phố đi bộ. Thời điểm lên video này cho các bạn xem cái hành trình mà về Hữu Lũng Lạng Sơn với lại về huyện Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn, quay bà con thu hoạch na cho các bạn xem. Thì trước đấy thì mình cũng có quay, cũng có đi rồi các bạn ạ, cũng có đi rồi nhưng mà không quay được cái hành trình đâu, bởi vì là quá trình lúc đấy đi mình đi muộn, xe cộ đông nên là cầm điện thoại nó khó, mình thì không có cái cam hành trình nhé, nhiều khi cầm điện thoại tay thì nó cũng rung, nó khó đó các bạn ạ. Đấy, mặt trời lúc này lên khá cao rồi đấy các bạn. Quá trình mình đi Lạng Sơn quay video các bạn xem này thì cũng gặp rất nhiều những xe máy của những các em và các cháu cũng chạy về quê hương của mình, quê hương Lạng Sơn của mình. Chắc là đi cũng rất sớm đấy, đi làm ăn thì trở về quê các bạn. Thấy ở đằng sau thì cũng thồ vali lớn, vali nhỏ mà. Đây, từ đây thì Lạng Sơn còn 84 cây nữa các bạn. Ở bên trái đường rẽ đây đi hướng về quay về để đi Đục Nam nha các bạn nhé, còn thẳng đường này cứ đi Lạng Sơn thôi. Em xứ Lạng xanh xanh mây bồng bềnh với nắng, chim ca xíu xít vui cùng hoa đào đua nở đón xuân sang vui cùng bạn em.
về Lạng Sơn thắp hương hoa hồi lặng vào cõi mơ, đưa ta đến đây để thương để nhớ nặng. Này thì mình vẫn đang chạy trên địa phận của huyện Lạng Giang đấy các bạn nhé. Huyện Lạng Giang thì giáp với lại tỉnh Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là cầu Lường các bạn nhé, cầu Lường thuộc của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đấy. Còn bây giờ là địa phận của Lạng Sơn rồi đây, bắt đầu sang địa phận của huyện Hữu Lũng. Đây vẫn có cái bảng của chốt kiểm dịch ngày xưa đây, cách đây năm 2021, 2022 lúc cái dịch lớn đấy các bạn. Thì địa như các bạn biết đấy thì cái địa phương nào cũng có một cái trạm kiểm dịch. Đặc biệt là những cái tỉnh mà giáp biên giới thường hay có những đưa gia súc, gia cầm đi qua lại qua biên giới thì càng phải chặt chẽ hơn thời điểm đấy. Từ đây mà nhìn xa xa là bắt đầu là nhìn thấy núi đấy. Đấy núi đấy các bạn, núi ở huyện Hữu Lũng này. Về Lạng Sơn, mênh mông núi mẹ hào hùng núi cha, nghe câu hát then để ai còn nhớ. Đấy, bây giờ vào địa phận huyện Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn thì bắt đầu có sương mù nhiều các bạn. Sương mù nhiều, lúc này thì không nhìn thấy mặt trời à, chỉ nhìn thấy phía hồng hồng ở phía xa xa thôi. Cảm giác của mình thì lúc này là cảm thấy nó lạnh lạnh nhé các bạn nhé. Nó man mát mà lạnh lạnh, kiểu như là mưa phùn ấy. Nhưng mà thực ra đây là sương mù nhỏ, dạng sương mù nhỏ, nó dày đặc ấy. Khi mình chạy trên đường thì cái sức cản của mình thì nó tạo ra như vậy thôi. Khu vực này như là xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ấy. Mình nhớ không nhầm thì xã Tân Thành, sau đấy đến sau đấy thì đến xã Đồng Tân các bạn ạ. Xã Đồng Tân thì con suối rất đẹp ở bên trong ấy. Từ bên quốc lộ 1A này rẽ vào bên trái đường nha các bạn nhé. Đi còn một đoạn thì đến cái con suối thôi. Suối phải nói là cực kỳ đẹp và trong mát. Thường thường người dân địa phương buổi chiều ra tắm rất đông. Từ xã Đồng Tân sau đấy đến Cái Kinh, xong đến huyện Chi Lăng các bạn. Mình chỉ biết ở trong huyện Hữu Lũng thì có những xã gần quốc lộ 1A thế thôi. Còn lại những xã nằm ở trong khu vực bên trong nữa thì mình cũng không nắm được lắm. Lúc này thì sương mù rất nhiều này các bạn này. Phía trước kìa, phía trước có che sương mù, che cả những cái ánh nắng buổi sáng lên. Khi mà ánh nắng mặt trời mà lên cao một chút xíu thì nó sẽ xua tan được cái sương mù này. Mọi người đi lại thì tầm nhìn nó dễ hơn các bạn. Mình thì trong đầu lúc này nghĩ là hôm nay đi quay video hình ảnh những cái rừng na, những buổi na thì khó rồi. Bởi vì là sương mây mù như thế này thì hình ảnh nó không được nét đấy các bạn. Nhưng mà rất may cho mình thì khi lên đến nơi thì mây mù cũng tan rồi. Nhưng mây mù thì nó chỉ có từng đoạn một thôi, chứ không phải đoạn nào cũng có đâu. Ở đây thì bà con cũng có rất nhiều những xưởng ván bóc nha, ván ép ấy. Oh,
ở phía xa xa kia thì trên video các bạn nhìn thấy bắt đầu là địa phận của xã Đồng Tân và xã Cai Kinh nha các bạn. Ở đây thì có dãy núi người dân gọi là núi Cai Kinh. Đấy, bây giờ thì các bạn nhìn thấy cảnh đẹp chưa? Mây thì ôm lên núi buổi sáng ngày hôm nay, tạo cảm giác cho mình cái cảm giác rất nhẹ nhàng và thư thái. Cảnh quan thiên nhiên phải nói là cực đẹp. Ở dưới những chân núi này thì là những cái vạt na của bà con. Hôm nay do sương mù bao quanh núi nên là mình không quay được từ xa cho các bạn xem. Còn lúc nào mà sương mù mà nó không có, trời trong xanh, nhưng mình quay các bạn xem nguyên cả những cái bạt na của bà con trồng ở dưới những chân núi này, một màu xanh không. Mà na trồng na núi đa vôi ở Chi Lăng Lạng Sơn thì ăn thì nó ngọt, cái độ sắc ngọt của nó ngon, nó không có mang cái độ hơi chua cái quả na ấy các bạn ạ. Đi đến đây thì bắt đầu là bụng mình cũng thấy đói đói rồi đấy. Đấy là người dân ở bên phải đường lúc nãy các bạn thấy xách xô là chuẩn bị đi hái na đấy các bạn. Lúc này thì người dân cũng có những người đi giờ này là muộn, đa số là đi rất sớm. Đây, lúc này thì mình dừng xe quay một chút cái cảnh đẹp về nhìn như ở trong phim Tây Du Ký ấy nhỉ. Các bạn nào xem video này mà thế hệ 8X, 9X thì xem phim Tây Du Ký thì có cái cảnh như thế này đấy. Bây giờ thì mình nạp năng lượng ở cái quán phở ở đây nha các bạn. Nước dùng ăn cũng rất chi là ngon, vừa vặn so với lại mình là mình thấy vừa vặn là ăn ngon đấy. Còn thì khẩu vị mỗi người một khác. Sau khi nạp năng lượng xong thì mình lại tiếp tục cuộc hành trình lên chợ Na Chi Năng Đồng Bành các bạn nhé. Bữa trước thì mình quay ở dưới Cai Kinh này rồi. Hôm nay thì mình lên chợ nông sản Đồng Bành để xem đấy bà con thu hoạch na như thế nào rồi. Một chợ nông sản na phải nói là cực kỳ lớn, chỉ có buôn bán na mà thôi. Mời các bạn lại theo chân mình tiếp tục. Đấy các bạn cứ đi như thế này, nhìn ở phía xa xa có ánh nắng hay là mặt trời đấy. Cứ kiểu như là nó mặt trời nó lên thì nó cứ nấp sau những quả núi ấy. Cứ mình đi hết quả núi thì bắt đầu nó lại hiện ra. Đấy cảnh đẹp chưa các bạn? Đấy, mình quay từ xa cho các bạn xem. Hơi dính tay mình một xíu nhỉ. Tiếc quá cảnh này đẹp mà là mình lại để cái ngón tay của mình nó hơi dính. Ở bên trái các bạn video xem đấy, đấy là những vạt na của bà con nông dân đấy đấy các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy có một điều cũng rất thú vị là ở bên phải đường thì là hoàn toàn là đồi núi, thì là chỉ là đất không phải núi đá vôi đâu các bạn ạ. Ở như dưới Bắc Giang mình thôi, đồi núi mình gọi đồi núi đất thôi, cấu tạo từ đất. Như ở bên trái thì lại toàn hoàn toàn là núi đá vôi cao sừng sững, cao một góc của nó phải nói là góc chết luôn đấy các bạn, thẳng đứng ấy. Từ đoạn này lên thì lại cũng có khá nhiều sương mù đấy, nhưng mà nó vẫn nhìn rõ đường hơn đoạn dưới một tí. Cứ đi một đoạn thì lại có sương mù, đoạn thì lại không có sương mù. Cái cung đường này mà vào buổi sáng mà chạy đi phượt hoặc là đi du lịch thì chạy một xe máy là lý tưởng các bạn. Cảm giác cái không khí nó trong lành ấy, đi qua những rừng núi như thế này, đồi núi để cái cảnh nó lại đẹp nữa. Hôm nay thì mình chạy cũng gần đến chợ Na Giai nông sản rồi, Chi Năng cũng gần đến đây các bạn ạ. Cũng còn cách không xa đâu, khoảng độ 10 phút, 5-10 phút nữa gì là đến thôi. Mình xem bản đồ ạ. Mình thì chạy thẳng lên trên chợ nên là đến thời điểm khá sớm. Lúc này thì tầm 7 giờ kém đi thôi thì bà con chưa hái na về mấy đâu. Có người đi từ sớm thì người ta cũng mang na đến rồi, nhưng mà tầm 7 rưỡi 8 giờ thì lúc đấy thì bà con mới đổ trên rừng trên núi và ở dưới vườn lên gánh na lên để bán ấy.
trước khi đến bên lại chợ Na Nông Sản Chi Lăng thì bây giờ thì mời các bạn ngắm cảnh đẹp của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Và cụ thể là địa điểm ở đây thì là mình quay ở Đồng Bành nha các bạn, Chi Lăng, Lạng Sơn. Bây giờ thì đây là cảnh, lúc này mình bay flycam cho các bạn xem đây. Lúc này thời điểm này cũng vào là 8 giờ sáng rồi, ngày 21 tháng 7 năm 2024. Thì bà con lúc này buôn bán ở dưới rất chi là nhộn nhịp và tấp nập. Cái này thì video trước mình có gửi tới các bạn rồi, bạn nào chưa xem được thì các bạn vào xem video. Còn hôm nay thì mình quay cái hành trình và cái cảnh đẹp của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Và cụ thể địa điểm là ở Đồng Bành, Lạng Sơn nha các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi video, cùng mình theo dõi video. Thank you.
Các bạn thân mến, vừa rồi thì mình vừa gửi tới các bạn hình ảnh video cái hành trình của mình từ xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đến với hành trình chợ nông sản trái cây Na Dai ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể là ở Đồng Bành nhé các bạn. Đây có một cái chợ trái cây nông sản rất chi là lớn vào mùa này, mùa thu hoạch Na Dai của bà con. Video của mình đến đây thì cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video rất nhiều. Các bạn thấy video hay thì đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình. Một lần nữa, mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.